Mẹ, hôm nay món ăn mẹ nấu hơi bị ngon đấy nhá. Ngon thì ăn nữa đi. À, để mẹ vào lấy hoa quả ra ăn. Vâng. Mẹ ơi, mẹ lấy táo nhá. Chưa nay con ăn xoài rồi. Ừ, mẹ biết rồi. Má, công nhận mẹ nấu ăn ngon thật đấy. Con ăn nhiều quá, bây giờ cảm giác như là đau dạ dày ý. Thế á? Chết. Thế thôi, vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Để đấy, để chồng dọn dẹp cho. Chồng nói thật nhá. Đi đi. Đúng là chỉ có chồng chiều vợ thôi. Vợ cẩn thận nhá. Này con cầm hết ăn đi. Con mang xin lên. Con về phòng đây ạ. Thôi thôi, để đến mẹ làm cho. Vợ chồng nhà mày đi làm về mệt rồi, nghỉ đi. Thế mẹ dọn giúp con nhá. Con lên phòng xem vợ con như thế nào. Khánh, ngồi xuống đây, chị có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Ngồi đi. Mẹ già cả rồi, lần sau bảo vợ dọn dẹp, đừng bắt mẹ hầu như thế. Cái chị này, vợ em nó bị đau bụng, em nhờ mẹ dọn vào trong không được à? Đau bụng thì bảo nó đi khám đi, không phải cứ ăn xong rồi mới kêu đau. Này, chị không biết cái triệu chứng của đau dạ dày à? Ăn vào nó mới đau chứ. Thế hôm nào em sẽ bảo với anh Khang, anh ấy sẽ giải thích cho chị về cái vấn đề đau dạ dày như thế nào cho chị biết. Cậu không cần phải nói như thế. Với lại, cái chuyện nó rất là nhỏ, chị làm ầm lên như thế là thế nào? Chị chỉ nói để cho cậu hiểu thôi. Mẹ già rồi, hai vợ chồng cũng lớn rồi, đừng để mẹ hầu như thế, trông chướng mắt lắm. Này, mẹ làm mẹ không lên tiếng thì thôi, chứ mắc mớ gì chị lớn tiếng ở đây. Ôi giời, chuyện chỉ có mỗi thế thôi mà chị em chúng mày cũng cãi nhau được à? Mẹ cứ chiều bọn chúng nó cho lắm vào, đến lúc khổ rồi lại than. Tao than bao giờ? Đấy, chị không nghe à? Mẹ có than đâu. Hơn em có mấy tuổi đầu mà suy nghĩ trong đầu cứ như bà già khó tính ý. Là chị chả giúp đỡ em thì thôi là cứ ganh tị. Cả tháng này nữa, tự xúc ăn đi. Lúc nào cũng mẹ, lớn lên không ai hầu được cho đâu. Sao mẹ lại mắng con? Cái con này cứ giật đùng đùng ấy. Đạt, sang đây bà xúc cho. Nhanh vâng. Lên. Chị Linh, quay lại đây. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Con rán kia em định giải quyết thế nào? Cái con này ấy à? Eo ơi khiếp, vừa hôi vừa bẩn, em sợ lắm. Chị cứ để đấy đi, mai kiểu gì chả có người dọn. Có người dọn? Em nói thế mà nghe được à? Ờ... Khánh, Khánh đâu? Xuống xem lại vợ đi, dậy lại vợ đi. Chị làm cái gì mà cứ ầm ĩ hết cả lên thế? Thế mà ầm ĩ à? Ôi giời, có chuyện gì mà chúng mày làm loạn cả nhà lên như thế hả? Mẹ xem, mẹ chiều con dâu mẹ đến mức độ con rán nó chết, nó nằm chênh anh ở kia. Mà con dâu mẹ đang chờ mẹ xuống để khiêng con rán vào thùng rác đấy mẹ ạ. Để tôi dọn, có làm sao mẹ mà. Ôi giời, có mỗi thế mà làm ầm ĩ hết cả lên. Mày không sợ hàng xóm người ta cười vào mặt gia đình nhà mình à? Mẹ cứ chiều con dâu mẹ như thế, sinh hư đấy. Ở cái nhà này à, chả có con dâu nào phải làm việc cả. Một mình tôi lo được hết. Rán chết, chuột chết, đến cả khủng long chết, mẹ mày cũng lo hết. Đấy, chị nghe tiếng gì chưa? Mẹ vừa nói đấy. Thôi, không có việc gì nữa, con xin phép về phòng đây ạ. Thế con đi nghỉ đi nhá, mai còn đi làm. Vâng, mẹ cũng ngủ luôn đi nhá. Good night, mommy. Này con ơi. Dạ. Hai vợ chồng nhớ bảo nhau đi ngủ sớm nhá. Vâng ạ. Good night. Mẹ, mẹ làm cái gì đấy? Lại mày nữa, thế không định đi ngủ đi à? Hay là định đi tìm con rán nào chết nữa để mang ra đây, để tao dọn luôn một thể?